Có nhiều em gái sắp tốt nghiệp hỏi tôi làm sao để có thể bộc lộ hết tài năng của mình nơi công sở. Tôi nói, khi em làm tốt công việc trên cương vị của mình, hãy cố gắng nâng cao giá trị của bản thân, cố làm thêm một chút. Đừng nghĩ điều đó là ngu ngốc dù cho những việc đó là của người khác. Nhưng những thứ em học được đều là của mình. Ngoài ra em đừng quá tính toán, ánh mắt của em phải nhìn rộng ra một chút. Dù sao chuyện về sau sẽ tốt cả nên đừng để tầm mắt của mình quá hẹp. Ngoài ra, cơ hội của đa số mọi người đều như nhau. Có một số người có vẻ có cơ hội tốt hơn những người còn lại không phải vì trời cao ưu ái cho. Cô ấy mà cô ấy phải cố gắng nỗ lực mới giành về được những cơ hội như vậy khi bạn là nhân viên. Hãy nghĩ xem, khi bạn là sếp, bạn sẽ thích nhân viên như thế nào? Khi bạn là phụ nữ, hãy nghĩ xem, ví dụ bạn là đàn ông, thì bạn sẽ thích phụ nữ như thế nào? Khi bạn muốn có cơ hội, hãy nghĩ xem, nếu như là bạn thì bạn muốn đem cơ hội này cho người như thế nào? Và rồi, đáp án sẽ tự khắc hiển lộ. 2. Chúng ta, nhất là phụ nữ, phải có ý thức chuẩn bị cho điều không may xảy ra. Bởi vì phụ nữ thường chỉ đem tầm mắt ngắn ngủi của mình dừng lại ở gia đình và bản thân. Vì thế, đừng đợi đến lúc bản thân không mua nổi món đồ yêu thích mới hiểu mình cần phải nỗ lực xây dựng tài chính như thế nào. Không cần đợi tới lúc vợ chồng xa cách mới hiểu mình cần biết cách vun vén hôn nhân như nào. Không cần tới bước đường cùng bạn mới thật tâm hiểu rõ về sau nhất định phải nỗ lực như nào. Nếu như bạn nghĩ tới sớm hơn chút, xa hơn chút thì cuộc sống của bạn trên cơ bản đều sẽ không rơi vào tình trạng khó xử. 3. Khi một người phụ nữ sống không ổn thường sẽ đổ cho sự mỏng manh yếu ớt của mình thực ra không phải vậy đâu. Bất cứ thời điểm nào, hiền huệ dịu dàng đều là phẩm chất tốt đẹp. Tôi không cho rằng phụ nữ sống không tốt là bởi vì quá dịu dàng mong manh, mà bởi vì bạn đã đánh đồng nó với sự hy sinh cái tôi. Dịu dàng hiền hòa và trân quý bản thân không đối lập với nhau, thậm chí còn bổ trợ cho nhau. Hiền đức mà không có tự trọng, đồng nghĩa với ngu ngốc. Có tự trọng mà không hiền thục sẽ hãm chân vào vòng xoáy tư lợi. Phụ nữ sống hạnh phúc ấm êm đều hiểu cách yêu mình, cũng hiểu cách yêu người. Bạn nên nhớ, đàn ông không trân trọng bạn bắt nguồn từ việc bạn xem thường bản thân. 4. Mối quan hệ giữa người với người đừng luôn chấp niệm phải có được, càng đừng cố chấp duy trì. Đừng bao giờ nói ra những yêu cầu khiến người khác khó xử. Hãy xem người khác có mong muốn gì, nếu làm được thì hãy làm hết sức. Trong lòng mỗi người đều có một cái cân, bạn tự phân rõ ai tốt với mình, ai lợi dụng mình. Tự hỏi bản thân mình rằng, bạn thực lòng muốn giúp đỡ những người luôn nghĩ cho bạn, thông cảm với bạn hay là những người luôn không ngừng đòi hỏi, yêu cầu bạn. 5. Phụ nữ mềm mại dịu dàng đều nhờ đàn ông yêu thương chiều chuộng. Câu nói này tôi khá đồng tình. Câu nói này ngoài mặt để khuyến khích phụ nữ trở nên tốt hơn. Ngoài ra còn nhắc nhở phụ nữ không được chối bỏ trách nhiệm khi tự mình đẩy bản thân thụt lùi, xuống dốc. Tôi luôn giữ vững quan điểm này, không thể thay đổi đàn ông. Nhưng phụ nữ có thể dùng sức ảnh hưởng của mình mà lay động anh ấy. Điều quan trọng là, chúng ta không thể vì đàn ông biến chất mà để bản thân cũng tàn tạ để đối ứng với anh ta. Dù bất cứ thời điểm nào, phụ nữ cũng phải nỗ lực để khiến bản thân rực rỡ hơn. Làm sao để trở thành người phụ nữ thanh nhàn tự tại? Người bạn lờ kể tôi nghe, tháng trước cô ấy đi Ý công tác tiêu gần 10 vạn tệ mua một chiếc đồng hồ. Sau đó thấy trong bài viết của tôi có miêu tả một vị phú bà từ đầu đến chân đều toàn hàng hiệu xa xỉ liền đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút vướng mắc. Cô ấy liền hỏi tôi có phải cô ấy là người hám danh hay không. Tôi cười ha ha, đáp lại một cách chắc nịch, cậu không phải là người như vậy. Không phải vì L là bạn của tôi mà tôi mới nói lời như thế, mà bởi vì tôi hiểu cô ấy mới biết cô ấy thực sự không phải là người như vậy. Chúng tôi đã quen biết nhau hơn 10 năm rồi, từ khi tốt nghiệp đại học. Lúc đó, chúng tôi chỉ là hai nhân viên thấp cổ bé họng với mức lương nhỏ nhoi. Tôi làm bên hành chính, còn công việc của cô ấy thường phải đi công tác gặp khách hàng. Vì thế mà cô ấy biết cách ăn mặc hơn tôi, về cơ bản. Tất cả tiền lương hầu như đều tiêu pha trên phương diện này. Tôi còn nhớ hồi đó, thu nhập của chúng tôi lúc đó cũng tương đương nhau. Đều hơn 2.000 tệ, nhưng mà L tiến bộ hơn tôi. Cuối tuần còn nhận thêm việc khác. Một năm cũng phải có thêm 20-30 vạn thu nhập bên ngoài. Với một cô gái mới ngoài 20 như chúng tôi không nghĩ tới việc mua nhà mua xe xa xỉ như vậy. Chỉ hy vọng khi nhìn thấy món đồ nào vừa mắt muốn mua đều có thể chiều chuộng bản thân một chút. Mà sở thích của lời chính là mua đồ hàng hiệu. Lúc đó dù thu nhập chưa nhiều, nhưng lời nhất định không dùng hàng giá rẻ. Trong phạm vi năng lực của bản thân đều sắm cho mình những thứ tốt nhất, Chanel 5, đồ makeup Dior, khăn choàng Hermes. Những đồ cô ấy có khả năng mua, L đều rất chịu chi cho bản thân. L có lúc vì để muốn mua món đồ mình thích phải thắt lưng buộc bụng, ăn uống tiết kiệm 2 tháng trời, nhưng thích là phải mua. Lúc đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau, thường sau khi tan làm sẽ hẹn nhau đi ăn, trao đổi chuyện bí mật của mình cho nhau.
Mỗi lần như vậy, cô ấy đều nói với tôi gần đây mua được cái gì. Thực ra, niềm vui lúc đó thật sự rất giản đơn. Dù chỉ có một thỏi son môi nho nhỏ cũng có thể khiến chúng tôi vui vẻ tận mấy ngày liền. Sau đó, L được thăng chức, tiền lương cũng được tăng lên. Bắt đầu dần nhắm tới những túi xách giá trị cao. L cũng thường xách chiếc túi mới mua vui vẻ đưa cho tôi xem. Ánh mắt mãn nguyện của cô ấy lúc đó với lúc tôi ra sách mới giống hệt như nhau vậy. Tôi cũng thường bị lây năng lượng hạnh phúc vui vẻ từ cô ấy. Tôi thích tinh thần hưng phấn của các cô gái như vậy bởi vì nó khiến tôi cảm thấy một nguồn sống dạt dào tràn đầy niềm vui. Sau đó, niềm vui của L ngày càng thư dần. Có một lần, cô ấy hỏi tôi, tớ hay buôn chuyện về mấy đồ hiệu đó. Cậu có cảm thấy tớ là người khoe của không? Tôi nói đâu có, tớ cảm thấy cậu thật sự thích đồ hiệu. Giống như sự yêu thích của tớ với cổ cầm vậy. Chỉ là thứ chúng ta thích không giống nhau thôi. L nói cô ấy cũng không biết làm sao để có thể kiểm soát mức độ này nữa. Lúc nào cũng lo lắng có đủ loại tiếng nói phản diện đi theo tai mình ảnh hưởng tới tâm trạng. Vì vậy mà trạng thái tinh thần vô tư vô lo lúc trước cũng biến mất rồi. Trạng thái nghi ngờ bản thân này không phải chỉ mình L trải qua, vì tôi cũng từng nhận được các câu hỏi của nhiều cô gái về vấn đề tương tự. Hai ngày trước, có cô gái than vãn với tôi, bây giờ em chẳng dám đăng gì lên mạng. Bởi vì em đăng bất kỳ cái gì lên thì sẽ luôn có người nhìn không vừa mắt. Có khi em chỉ đăng hình hoa, sẽ luôn có người nói em đang bày đặt tỏ vẻ hạnh phúc. Tôi trả lời, nếu như mục đích em đăng hình hoa lên là để bày tỏ cảm giác hạnh phúc của mình, vì để cảm ơn người đã tặng hoa cho em hoàn toàn không cần phải sợ người khác xuyên tạc em mà không đăng hình. Nếu như mục đích em đăng là vì để ngầm nói, bạn xem đi, có người tặng hoa cho tôi, bạn có không? Không có à? Xem tôi được ưu ái thế nào đi, có nhiều người thích như vậy, sống hạnh phúc như này. Bạn tới một người tặng hoa cũng không có, thật là thảm quá đi. Vậy thì, người khác xem thường bạn cũng không oan cho bạn lắm đâu. Chỉ cần bạn hỏi xem nội tâm thực sự trong lòng mình là như thế nào, bạn thuộc về trường hợp nào thì đáp án sẽ tự xuất hiện trong suy nghĩ của bạn. Thực ra ngoài những người cực lực khoe mẽ, còn có một người luôn tìm cách ẩn mình. Quanh tôi có không ít bạn bè đều dừng việc đăng post rồi. Cũng không cập nhật trạng thái mới nhiều nữa bởi vì bọn họ sợ người khác có những bình luận không tốt nên dứt khoát triệt để không cập nhật nữa. Những người xung quanh chúng ta luôn luôn có hai kiểu người như thế này. Một loại là những người luôn thích khoe khoang với người khác rằng mình có cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Thế là, luôn luôn thích phô bày cuộc sống của mình với người khác. Đăng hình thì luôn mong ngóng có bao nhiêu người tới khen ngợi, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thậm chí còn cố tình khiêu khích châm chọc những người sống không hạnh phúc bằng mình. Loại còn lại là những người có tinh thần yếu ớt sợ bị chọc kích. Là những người cái gì cũng không dám làm, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù cho có thuộc về loại nào, tôi đều cảm thấy đó không phải là cách sống phù hợp. Trường hợp đầu mất đi cái tôi, đánh mất khoan dung. Sống như thế nào không phải là vấn đề, nhưng điều kiện là bạn đừng đi quấy rối hạnh phúc của người khác. Bạn ngồi máy bay đừng có nói với người đi xe đạp là người yêu bạn sao nỡ để bạn đi xe đạp thế. Bạn dùng Hermes thì đừng có chế giễu người cấp túi bảo vệ môi trường rằng cuộc đời không được dùng Hermes thì cuộc đời không có ý nghĩa. Điểm xuất phát của mỗi người khác nhau, năng lực khác nhau, sở thích không tương đồng thì không ai là cao quý hơn ai cả. Không ai là thấp hèn hơn ai cả, chỉ có duy nhất một thứ phân biệt cao thấp giàu nghèo là nhân cách mà thôi. Mà trường hợp thứ hai thì sống vậy quá áp lực, cớ sao vì những người không liên quan mà kiềm chế sở thích, nhu cầu và tính cách của mình chứ. Chúng ta sống ở cuộc đời này vốn dĩ đã chẳng thể chiều lòng được tất cả mọi người, vì sao lại phải ủy khuất bản thân. Thế nên, có nhiều bạn hỏi chúng ta nên làm thế nào để tìm được điểm cân bằng hợp lý giữa hai trường hợp này đây. Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất nằm ở chữ ý định ban đầu. Nhà tâm lý học Vương Dương Minh luôn khắc ghi ba chữ này theo lương tri. Điều này có nghĩa là, dù bạn có làm bất cứ điều gì, bạn chỉ cần hỏi lương tâm của mình. Nếu qua được cửa ải của lòng mình, thì hãy cứ làm đi. Giống như là việc ăn thịt, nếu điều kiện kinh tế của bạn cho phép bạn ngày ngày ăn thịt, mà bạn cũng thích ăn thịt, vậy thì sao lại không ăn chứ? Người khác khó chịu với bạn chính vì ghét cái vẻ bạn đã ăn thịt mà còn nói ba hoa, sợ rằng người khác không biết mình có điều kiện của bạn. Họ càng ghét người vừa ăn thịt vừa tìm cái cảm giác vượt trội hơn trước mặt người không đủ điều kiện mua của bạn. Bạn ăn thịt trong tĩnh lặng chính là tu dưỡng và khoan dung tốt nhất của bạn. Nếu như bạn có thể làm được điểm này, nhưng nếu những người không ăn được thịt cảm thấy việc bạn ăn được là đang khích bác họ khiến họ tổn thương, vậy thì không trách bạn được, chỉ trách họ có trái tim thủy tinh mong manh mà thôi. Không thì, bạn nên làm như thế nào đây? Vì những người như họ mà vĩnh viễn từ bỏ sở thích của mình sao? Bạn không cần làm như vậy đâu. Con người sống trên đời không cần lúc nào cũng lo lắng như đi trên tầng băng mỏng, cũng không cần để ý sự đánh giá từ bên ngoài.
Bạn chỉ cần hiểu một điều thôi, mỗi một chuyện bạn làm có xuất phát từ niềm vui trong lòng của bạn hay không, có phụ lòng lương tri bạn hay không. Nếu như bạn không có ác ý gì thì dù cho bạn ăn gì uống gì đều là lựa chọn của bạn. Miễn là bạn tuân thủ được nguyên tắc này, mục đích của bạn không phải để tổn thương người khác, không làm hại ai. Nếu như chúng ta muốn làm gì mà nghĩ trái nghĩ phải, nhìn trước ngó sau sợ khiến ai không vui thì cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì mất rồi. Châm ngôn cuộc sống của tôi là giữ vững ý định ban đầu, mang tâm thái mềm mại từ bi, cả khi yêu và được yêu đều sống hết sức mình. Muốn khóc hãy khóc, muốn cười hãy cười, ngắm mây bay lững lờ rồi. Tận hưởng cảnh đẹp của thế gian này, không phụ lòng sinh mệnh tốt đẹp. Tôi không động vào người, người cũng không thể động tới tôi.